Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Sau một thời gian sử dụng cái ứng dụng chuyển tiền ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank thì cái mật khẩu của các bạn đã quá nhiều người biết rồi, và giờ các bạn muốn đổi sang một cái mật khẩu khác, không cho ai biết cái mật khẩu của mình nữa, và các bạn cũng muốn thay đổi, nâng cái hạn mức chuyển tiền cho cái tài khoản ngân hàng VP Bank của mình. Thì trong cái video lần này mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể đổi hoặc đặt lại cái mật khẩu và nâng hạn mức của cái tài khoản ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào cho mình cái ứng dụng chuyển tiền VP Bank Neo nhé. Tiếp đến thì mình sẽ đăng nhập vào trong cái tài khoản chuyển tiền của mình nhé. Và mình sẽ đăng nhập. Đó, thì để đổi được cái mật khẩu thì các bạn sẽ chạm cho mình vào cái biểu tượng. Ví dụ các bạn nào mà đặt cái hình đại diện thì cái biểu tượng này nó sẽ ở góc trái trên cùng nhá. Các bạn sẽ chọn cho mình vào cái biểu tượng ở góc trái trên cùng. Mình sẽ chọn vào đây. Tiếp đến ở đây thì sẽ xuất hiện cho chúng ta là cái thông tin cá nhân. Ở đây thì các bạn có thể đổi được cái mật khẩu, đổi tên đăng nhập, thay đổi dịch vụ hoặc là đóng tài khoản. Ở đây thì mình muốn đổi cái mật khẩu thì mình sẽ chọn vào cái dòng là đổi mật khẩu. Tiếp đến thì các bạn sẽ nhập cho mình cái mật khẩu hiện tại nhé. Tức là các bạn sẽ điền cho mình cái mật khẩu mà các bạn đang dùng ở đây. Tiếp đến thì các bạn sẽ nhập cho mình một cái mật khẩu mới nhé. Các bạn lưu ý là cái mật khẩu mới là phải yêu cầu có 8 ký tự trở lên và sử dụng chữ hoa, chữ thường và chứa ít nhất một cái ký tự số. Và các bạn cũng lưu ý là không sử dụng ký tự liên tiếp nhau nhé, bằng chữ cái hoặc là bằng số nhé. Tiếp đến thì mình sẽ nhập lại cái mật khẩu mà mình đặt nhé. Tiếp đến thì mình sẽ chọn xong. Và mình sẽ chọn xác nhận. Và giờ mình sẽ nhập cái mã pin Smart OTP vào đây nhé. Tiếp đến thì mình sẽ xác nhận giao dịch. Và ở đây thì họ đã báo cho chúng ta là các bạn đã đổi mật khẩu thành công nhé. Ở đây thì các bạn có thể để sau. Tiếp đến thì giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể thay đổi cái hạn mức nhé. Ở đây thì nếu mà các bạn muốn nâng hạn mức lên thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là thay đổi gói dịch vụ. Và ở đây thì các bạn có thể đặt cho mình cái hạn mức giao dịch ngày chẳng hạn. Ở đây thì mình sẽ sửa nhé. Các bạn sẽ chọn vào cho mình cái phần dưới đây nhé. Tiếp đến thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần dưới là sửa hạn mức nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn, ví dụ ở đây mình sẽ chọn 150 nhé. Ở đây là hạn mức giao dịch trên ngày. Và ở đây là hạn mức giao dịch trên lần. Thì mình cũng sửa nhé, 150 nhé. Ví dụ các bạn nào mà muốn hạn mức giao dịch trên lần, các bạn muốn giới hạn bao nhiêu. Ví dụ ở đây thì mình muốn giới hạn 100 triệu đi. Trên lần mình sẽ chọn xong này. Và mình sẽ chọn new này. Và giờ mình cũng sẽ điền cái mã pin Smart OTP vào đây nhé. Và mình cũng sẽ xác nhận giao dịch. Đó, vậy là mình đã thay đổi cái hạn mức giao dịch thành công nhé. Và mình sẽ quay lại nhé. Đó, vậy là cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể đổi hoặc đặt lại cái mật khẩu và cái cách để các bạn có thể sửa cái hạn mức chuyển tiền cho cái ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.